Trời mưa lạnh không anh? Nóng lắm. Hả? Em lạnh quá trời luôn. Lạnh trời lắm anh chị. Không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi. Cách nhót cua chay một phát ăn ngay. Bước 1 chọn thời điểm. Ôi 7 giờ rồi sao chưa mưa nữa trời. Anh ơi, mình chạy chậm lại xíu được không anh? Sao vậy? Em bị say xe. What? Cái gì? Say xe. Xe ba gác mà say xe. Em say xe còn hơn say xỉn nữa đó anh. Mắc ói nha. Bước 2 cầu xin vũ trụ. Rớt ghép em ơi. Cái gì vậy bà nội? Bước 3 bạo phải thật bạo. Mạnh, vô đây đừng mưa, mạnh. Mưa rồi anh. Còn công nhận nha, miệng anh Linh dễ sợ luôn á. Vừa nói, xe chạy chậm xíu mưa thiệt quá mạnh. Mưa mắc gì vui. Tự nhiên cái trời mưa em vui dễ sợ. Hưng phấn luôn anh. Xong xét rồi anh ơi. Xong chết á. Tắt đèn đi, trả lời tâm trí đây. Mèo 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 mèo, trả lời tâm trí tôi đây. Em sợ xong chết. Làm đi. Cô không thích như vậy nha. Nope. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Trời mưa lạnh không anh? Nóng lắm. Hả? Em lạnh quá trời luôn. Lạnh trời lắm anh chị. Ta không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài.